Đã chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Dạ, con kính thỉnh sư Thanh Tâm dìm tâm quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con ạ. Uka samayang bante visum visum sanatha yati sarane nasaha bancha sila niya cha ma duti yam vimayang bante visum visum rakhanatha yati sarane nasaha bancha sila niya cha ma tati yam vimayang bante Visum visum rakhat na tha yati sarane na sahaban cha sila niya cha ma. Bạch hóa chư đại đức, chúng con xin thọ trì tâm quy và ngũ giới nơi tam bảo để văn giữ hành theo cho được sự lợi ích. Bạch hóa đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để văn giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Bạch hóa đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để văn giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Dạ, chúng con kính thỉnh sư Thanh Tâm. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Hoa đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Duttiyammi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Duti cham bi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Duti cham bi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tati cham bi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tati cham bi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tati cham bi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bá Gá Hoa đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bá Gá Hoa đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bá Gá Hoa đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tutiyammi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tutiyammi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tutiyammi Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyammi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyammi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyammi Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Ti sarana gahanang paripunang, pháp quy y tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp.
Con xin vâng giữ điều học là cú ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cú ý tránh xa sự nô dối. Con xin vâng giữ điều học là cú ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. A ma bành phê, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Chư thiện tín nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch, phải vâng giữ hành theo cho đến trọn đời, chẳng nên dễ vui. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy nên chư thiện tín phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nha. Sa thú lành thay, dạ con thành kính tri ân sư Thanh Tâm đã truyền tâm quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con ạ. Dạ sau đây con xin mời mấy anh chị cùng con sám hối Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo ạ. Uttamang ye na wan de hang ba da bang sum varuttamang Buddhe yo khalito do so Buddho kamatu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần với chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho chúng con. Uttamang ye na wan de hang tham man cha du vi thần va rằng tham mê yo khalito đô sô tham mô kha ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho chúng con. Uttamang ye na wan de hang sanh hành cha du vi thồ ta măng Sang ghe yo khalito đô sô Sang khô khama tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho chúng con. Dạ sau đây con một lần nữa kính tri ân sư Thanh Tâm. Dạ, con kính thỉnh sư Thanh Tâm chúc phúc cho đạo tràng của chúng con trước khi vào buổi học ạ. Dạ, con xin xuống. Bà hoa tu sắp bà măng gà lăng rắc hành tu sắp bà đề quá ta sắp bà bút đà nu bà về nã sa đà sốt thị bà hoành tu tè. Bà hoa tu sắp bà măng gà lăng rắc hành tu sắp bà đề quá ta sắp bà đầm mà nu bà về nã sa đà sốt thị bà hoành tu tè. Bà hoa tu sắp bà măng gà lăng rắc hành tu sắp bà đề quá ta sắp bà sàng gà nu bà về nã sa đà sốt thị bà hoành tu tè. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú, dạ con kính tri ân sư Thanh Tâm. Dạ sau đây em trả mic lại cho chị Quyên Như. Dạ chị Quyên Như ơi cầm mic. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Dạ con xin kính chào toàn thể đạo tràng.
Dạ lệ quá hai quý vị. Hôm nay lại là ngày của chúng ta học ôn di diệu pháp. Dạ nguyên như xin kính mời chị Kim Nhung có thể post bài. Hôm nay chúng ta sẽ đọc một cái bài mới, là nguyên như mới tìm ra được những cái chữ Bali của cái lục thông đó quý vị. Mình đọc qua một lần cho biết. Dạ nguyên như xin kính mời chị Kim Nhung post bài. Dạ con bạch sư Thanh Tâm, sư có thể làm đầu tàu để đọc bài trước cho tụi con đọc theo bạch sư. Dạ con xin dâng mức tài cho sư ạ. Dạ mô Phật, xin lỗi quý vị nha, sư cái màn hình nó nhỏ quá, mắt chữ nó nhỏ quá, sư đọc sư không thấy rõ, mời quý vị đọc nữa nha, mời cô mời Ca Huynh đọc trước đây. Dạ mô Phật. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm Mày, Nam mô Sang Thầy, giá dạ con kính lễ sư Thanh Tâm, con kính lễ lễ đạo tràng, dạ con xin đọc bài. Lục thông, cha la bình nhà biến hóa thông, iti vid tàn, xin lỗi, iti vid tàn nhà na thiên nhãn thông, dip ba chắc quỳnh nhà nó thuật ngữ sanh tử mình chú tu pa pa tàn nhà na quýt trà thiên nhĩ thông tiếp bát sô tàn nhà nó tha tâm thông parajit ta quýt trà na nhà nhà nó hay chê tô pa ri dành nhà nó năm túc mạng thông búp bê ni hòa xà nú xá tình nhà nó sáu lậu tặng thông hay còn gọi là vô tặng thông kỳ na xá quá. Dạ con xin xuống mic, xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, dạ kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con đã chuyển cái màn hình như vậy, không biết sư có đọc rõ không ạ? Dạ, con cũng xin đọc bài luôn ạ. Lục thông, chất lá phìn nhà. Một, biến hóa thông, ít thi quy tha nhà nã, ít thi quy tha nhà nã. Hai, thiên nhãn thông, đít bát chắc khu nhà nát, thuật ngữ, sanh tử minh, chú tù bắp bà ta nhà nát quýt trà. Ba, thiên nhĩ thông, đít ba sổ ta nhà nát. Bốn, tha tâm thông, parachit ta quýt trà na na nhà nát. Hay, chê tô pariya nhà nát. Năm, túc mạng thông, búp bề ni hòa xà nút sát tí nhà nát. Sáu, lộ tận thông, hay còn gọi là vô lộ thông, khi nà sao ạ. Dạ, con đã đọc bài xong ạ, con xin xuống mic, dạ kính mời đạo tràng. Dạ, mô Phật, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào toàn thể quý đạo hữu.
Chị Kim Dung mời thì em lên thôi, chứ em đọc bài này thấy câu bộ hơi bị khó. Lục thông cha lá thí thí nhà. Một, biến hóa thông ý thí quyết thá nhà ná. Thiên nhãn thông đi bách chá khú nhà ná. Thuật ngữ sanh sanh tử minh chú tù bát bà tá nhà ná quyết giác. Thiên nhĩ thông biết bá sồ tá nhà ná tha tâm thông bá rá chích tá quýt trà ná nhà nà ná. Hay chê chê tô bá rí giá nhà ná túc mạng thông búp búp mà búp bê ní quà xà nút xá tí nhà ná lậu tận thông hay còn gọi là vô lậu thông. Khi khi nà xà quá. Dạ con đã đọc xong ạ. Dạ con xin xuống mic mời vị kế tiếp. Dạ. Ok nha. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ, và con xin đảnh lễ sư Thanh Tông. À, kính chào toàn thể quý vị. Dạ con xin đọc bài ạ. Lục thông cha lá phìn nhà. Một, biến hóa thông ít thí quý thát nhà ná. Hai, thiên nhãn thông đíp bá chắc khu nhà ná. Thuật ngữ sanh tử minh chú tù ba bà tành nhà ná quýt trà. Ba, thiên nhĩ thông đíp bá sồ tần nhà ná. Bốn, tha tâm thông parachita quýt trà na na nhà ná. Hay chê tô bá rí dành nhà ná. Năm, túc mạng thông búp bề đi hòa xà nút xá tình nhà ná. Sáu, lậu tận thông hay còn gọi là vô lậu thông khi nhà xá quá. Dạ con đã đọc bài xong, cảm ơn cô Kim Dung đã post bài. Dạ xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ con kính lễ sư Thanh Tâm. Dạ con kính chào quý anh chị trong đoàn tràng. Con xin đọc bài ạ. Lục thông cha lá bình nhà biến hóa thông vi tha nhà ná. Thiên nhãn thông đi bá chá phù nhà ná. Thuật ngữ sanh tử minh chá tú bá bà tành nhà ná viết trà. Thiên nhĩ thông đi bá sô tành nhà ná tâm tha tâm thông bá rá chí tá viết trà ná nhành nhà ná. Hay chê tô bá rít danh nhà ná túc mạng thông búp bê ni hòa xà nút sắc tí nhà ná vô lậu thông lậu tận thông hay còn gọi là vô lậu thông khi na xá quá. Dạ con xin đọc bài xong ạ.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Thăng Sanh Khai Giá. Dạ, Nguyên Như xin mời chị Nguyên Trang, xin mời chú Châu Phan, xin mời Đạo Huynh, xin mời Kỳ Anh, xin mời anh Thính Pháp, xin mời cô Phụng. Dạ, con xin xuống mít tạ. Dạ, con thấy là cái chữ nó bự lên lắm rồi. À, cái này nó hơi khó, nhưng mà mỗi người mình thử một lần nha cả nhà, không có sao hết. Hồi nãy Nguyên Như thấy chị Tịnh Tâm nói là không đọc được, mà chị đọc cũng rỗng rãng lắm chứ bộ đâu có cái sao đâu. À, em không biết chị Nhung có thể bold lại được không chị? Tức là chị có thể làm cho nó đậm lên một chút được không vậy chị? Thì nó có thể là nó dễ đọc hơn đó chị. Dạ, em xin xuống mic ạ. Dạ con thấy không có ai đọc, thôi Nguyên Như xăm mình con lên con đọc lại. Dạ, thấy Nguyên Như thì thấy đọc được rồi đó, con không biết đạo tràng thấy có rõ không. Dạ con xin đọc lại bài. Thứ nhất, biến hóa thông ít thi quý thái nhà nát. Thứ hai, thiên nhãn thông điếp bá chắc khu nhà nát. Thuật ngữ sanh tử mình chú tu bà bà ta nhà na quýt trà. Thứ ba, thiên nhĩ thông đi bà sô ta nhà na. Thứ tư, tha tâm thông bà ra chít ta quý trà na na nhà na, hay là chê tô bà ri giá nhà na. Thứ năm là túc mạng thông búp bề ní hòa xà nút sát tí nhà na. Thứ sáu, lậu tận thông hay còn gọi là vô lậu thông khi na xá quá. Dạ, con không biết là đạo trang còn ai muốn đọc bài xin giơ tay. Nguyên Như sẽ nhường mic. Dạ như vậy em xin mời chị Kim Nhung, chị có thể đọc một lần nữa trước khi mình vào bài không chị? Dạ để chị đọc chậm một chút xíu để đạo tràng cùng nghe hay chị? Dạ em nhường mic cho chị ạ. Dạ, alo, alo ạ. Dạ con xin đọc lại ạ. Lục thông chát la phìn nhà. Một, biến hóa thông ít thi quy tha nhà na. Hai, thiên nhãn thông đíp bát chắc khu nhà na. Thuật ngữ sanh tử minh chú tù bắp bà ta nhà na quýt trà. Ba, thiên nhĩ thông đíp ba sổ ta nhà na. Bốn, tha tâm thông parachit ta quy trà na na nhà na, hay chê tổ bariya nhà na. Năm, túc mạng thông búp bề ni hòa xà nu sa ti nhà na. Sáu, lậu tận thông hay còn gọi là vô lậu thông khi nà sao ạ. Dạ con đã đọc bài xong ạ. Dạ con xin xuống mic. Dạ kính mời đạo tràng. Dạ mô Phật sa thú quý vị. Hồi xưa mới đi lấy cái kiến bây giờ mắt nó hơi mờ. Rồi lục thông cha lá bình nhà. Số 1, biến hóa thông á phí quý đành nhà ná. Số 2, thiên nhãn thông Đíp bá chát khu nhà ná. Thuật ngữ sanh tử minh chúc đu bá bà tành nhà ná quý cha. Số 3, thiên nhãn thông Đíp bá sô tành nhà ná.
Số 4, tha tâm thông, bắt rá chích tá, quý cha ná, nhanh nhà ná, hê chích tô, phá rí, chành nà ná, túc mạng thông, bút bên ní, qua xa nút xá, tình nhà ná, lậu tận thông, hay còn gọi là vô lậu thông, khi nà xá quá. Rồi, sẽ đọc xong ạ. Rồi, mời MC ạ. Nắc mô bút thay giá, nắc mô thầm mà giá, nắc mô sang khai giá. Dạ, con xin sa thú, sa thú, sa thú đạo tràng nhiều lắm. À, cái bài này nó hơi khó. Mình đọc lần đầu thì có thể là mình động cộng mà như nghĩ một hai lần là mình đọc rất là trôi chảy, phải không quý vị? Mấy bài trước quý vị đọc rất là giỏi. Dạ, sa thú. À, dạ, hôm nay con xin đi qua cái phần cuối cùng của cái bài 40 cái nhân sanh trí. Thì cái phần này là phần cuối cùng gọi là 8 nhân tỉnh trí. Dạ thưa quý vị, Nguyên Như nằm ở trong cái trang 197 nha cả nhà. Trang 197, 8 nhân tỉnh trí. Thì Nguyên Như xin đi sơ qua thì gồm có 4 phần. Phần thứ nhất là chặng còn trẻ tuổi. Phần thứ hai là cái chặng mà quyền tước của mình đang tăng. Chặng thứ ba là chặng cố gắng tìm học hỏi. Chặng thứ tư là thôi xã giao với ngoại giáo. Chặng thứ năm là cố gắng khéo dùng lòng. Chặng thứ sáu là cố đàm luận trao đổi ý kiến. Chặng thứ bảy là ưa mến tài trí. Chặng thứ số tám là mình ở chỗ đáng tiến hóa. Dạ, trong đây thì có 8 chặng. Thì trong bài thì Nguyên Như thấy có chia làm hai loại. Một loại là từ thời xa xưa, lúc mà Đức Phật còn tại tiền. Thì lúc đó, cái chặng, 10 cái chặng này thì chia mỗi chặng làm khoảng 10 tuổi. Tức là 100 tuổi thì chia được làm giống như là 10 chặng vậy đó. Rồi tới cái chỗ mà sau khi một thời gian sau thì cái thời gian sống của chúng sanh á, nó sụp lại thì khoảng 75 tuổi mà thôi. Thì những cái chặng này chỉ chia ra được làm cỡ 7 tuổi rưỡi, tức là 6 tuổi và 6 tháng. Dạ 7 tuổi và 6 tháng. Thành ra lúc đó thì số tuổi của mình nó nhỏ lại đó. Thành ra các chặng nó cũng được thâu ngắn lại ha quý vị. Và Nguyên Như sẽ xin lần lượt ôn lại và đi qua cái từng chặng. Đây là cái chặng thứ nhất, còn gọi có cái tên là chặng còn trẻ tuổi. Tức là những cái vị mà còn nhỏ, chưa có già. Thành ra Nguyên Như xin lặp lại là trong kinh thì phân ra một đời người được ra làm 10 cái chặng, mà mỗi chặng là 10 tuổi. Thì cái phần này khi mà Phật còn tại thế đó, thì Đức Phật chia ra như vậy. Thành ra mình theo cái chặng đầu tiên này là rất là dài. Tức là chặng trong cái chặng còn trẻ tuổi này đó, thì được chia ra cái chặng 1. Chặng 1 đó là chặng yếu khờ. Có nghĩa là khoảng còn 10 tuổi trở lại, hay là mình gọi là con nít đó. Tự vì những cái đứa bé này nó còn nhỏ, còn khờ, chưa có sức mạnh gì hết, đời thì cũng không biết gì hết. Dạ thưa chị Tịnh Tâm, Nguyên Như đang ở trong trang 197 đó chị. 197, dạ sa thú chị. Dạ Nguyên Như xin quay trở lại. Chặng 1 là chặng yếu khờ, khoảng 10 tuổi trở lại, hay gọi là con nít, vì còn nhỏ, còn chưa có đủ sức mạnh, chưa có hiểu biết đời gì hết. Mà có nhiều khi đứa bé này nó có ngoan ngoãn, nó có hiền lành đi nữa thì cũng là do tiền nghiệp mà ra. Quý vị thấy không, có những đứa nó sanh ra nó rất là ngoan, có những đứa sanh ra là rất là hung dữ. Nhưng mà cái này nó vẫn gọi là khờ, tự vì cái này là giống như là cái tiền nghiệp ở phía trước nó còn dư thừa trở lại. Nó sẽ ảnh hưởng qua cái chặng đầu tiên, tức là từ 1 tuổi tới 10 tuổi ở đây. Dạ, Nguyên Như xin đi qua phần thứ hai. Chính là chặng thứ hai là chặng hí lạc. Hí lạc tức là từ 10 cho tới 20 tuổi. Cái chặng tuổi này là cái chặng rất
là ham vui. Những cái vị này thì không có biết, không có biết để ý đến tiền bạc, không có để ý đến học vấn, không có để ý đến giàu nghèo, ăn cái gì cũng được, ngủ cái gì cũng được, đi đâu cũng được, rất là vui vẻ, rất là ham vui, không có biết lo gì hết luôn. Thành ra cái chặng này gọi là chặng hí lạc, tức là những người này rất là vô tư. Cái chỗ này hơi khác, cái chỗ chặng 1 một chút xíu, chặng 1 thì còn khờ lắm, không biết, chặng 2 thì giỏi hơn một chút ha quý vị, nhưng mà rất là hí lạc, rất là vô tư. Dạ, Nguyên Như xin đi qua cái chặng thứ 3, gọi là chặng nhan sắc. Có nghĩa là kể từ tuổi 20 cho tới tuổi 30, lúc nào thì thanh niên nam nữ ở trong cái chặng này lúc nào cũng nhan sắc mặn mà, rất là đẹp. Lúc nào cũng như là những vị này thì nếu mà cái sự đẹp đẽ của con người trong cái cuộc đời của cái chặng mà từ 20 tới 30 tuổi thì sẽ bộc phát ra hết. Đẹp ngộ ra sao thì mình sẽ thấy rất là rõ trong tuổi 20 cho đến tuổi 30, tức là mặn mà già dặn đó quý vị. Đến cái chặng thứ 4, đây mình gọi là chặng sáng lập, có nghĩa là từ 30 cho tới 40 tuổi là những vị ở trong cái trường hợp này đó, trong cái chặng tuổi này đó, thì đủ sức mà gầy dựng lên cơ nghiệp. Thì quý vị thấy những cái vị mà chủ của công ty nè, mình làm những cái chủ cây xăng nè, rồi chủ tiệm ăn nè, thường thường á, thì những vị này sẽ lập nghiệp vào cái lúc mà từ 30 cho đến 40 tuổi. Nếu mà vị này mà đi học ra trường, thì ra trường, mình ra trường cỡ bao nhiêu với quý vị? Cỡ khoảng 24, 25 tuổi, cỡ trở trung bình cỡ đó. Thì mình đi làm, mình già dặn công việc cỡ 5, 6 năm rồi đó. Thì mình có thể ra là mình lập công ty, hoặc là trong cái thời gian mình học hỏi, mình mới ra trường, mình chưa giỏi đó, thì mình sẽ học hành, mình tập tành cái chuyện công nghiệp, cái công việc sau khi mà mình đi học xong, tức là mình ở trong học trường học rồi mình học ở cái kinh nghiệm ở trong cái chớp cái việc làm của mình, thì sau khi đó khoảng 30 thì mình rất là già dặn, mình có thể lập nghiệp riêng, có người tạo cái cơ ngơi riêng, tạo công ty riêng, có người thì lên làm sếp, có người thì lên làm boss, tức là nó đã thâu tóm được những cái tinh hoa của cái công việc mình làm rồi đó. Thì chặng này sẽ gọi là chặng sáng lập nha quý vị. Tiếp tới thì mình sẽ có là chặng 5. Chặng 5 ở đây là chặng dụng trí hay là chặng dụng trí, có nghĩa là từ 40 cho tới 50 tuổi. Cái thở này thì có những cái vị ở vị 40 tới 50 tuổi thì họ có đủ trí khôn, họ có xét đoán, họ có kinh nghiệm già dặn hơn, và họ sẽ tập trung về cái việc nghiên cứu nhiều hơn. Tức là nó khác cái chỗ chặng sáng lập, là những người này có đầy đủ những cái kinh nghiệm, những cái học hỏi rồi, thì những người này ra sẽ sáng lập cơ nghiệp của mình. Nhưng nói về cái độ mà trí khôn, cái độ kinh nghiệm nữa, thì họ sẽ không có bằng những cái vị ở trong chặng 5 ở đây. Chặng 5 thì rất là giỏi. Thì những vị sẽ đi qua qua cái chuyện mà lập những cái company luôn. Họ sẽ đi qua về cái việc nghiên cứu, tức là sâu thẳm ở trong tâm họ sẽ giỏi hơn nhiều so với chặng thứ 4. Rồi mình sẽ qua cái chặng số 6. Chặng số 6 này mình đi đến cái chặng gọi là thoái hóa, tức là từ 50 tuổi cho tới 60 tuổi thì cái tâm mình á, bắt đầu quên, bắt đầu lẫn, bắt đầu yếu từ từ rồi. Cái người nào mà họ mà sharp, tức là họ giỏi nhất, họ thông minh, họ sáng suốt, họ nhớ nhiều nhất, thì tới cái tuổi này họ bắt đầu, họ thấy mình bắt đầu quên rồi. Khi mà có những cái vị đó, họ có thể nhớ rất là nhiều, trong giống như một cuốn sách họ đọc, họ nhớ nhiều lắm. Nhưng mà khi 50 tới 60 tuổi, họ sẽ thấy trí nhớ bắt đầu yếu lại rồi. Thí dụ như hồi xưa, mình có thể một cái bài toán ra đáp số một vàng như vậy đó, mình có thể nhớ hết. Nhưng mà quý vị sẽ thấy khoảng mà quý vị reach out khoảng 50 tuổi thì quý vị sẽ nhớ, bắt đầu mình thấy mình yếu rồi nha.
bắt đầu sao cái đồng hồ, cái chìa khóa mình để đâu sao mình hay quên quá vậy ta? Có những cái giấy tờ mà khi mà vào hãng đó là mình ký rõ ràng như vậy, sao kỳ này ký hai bên mà mình lại ký thiếu một bên, mình không biết tại sao. Cái đó là không phải là mình dở đi đâu quý vị. Cái não mình bắt đầu nó chậm lại, nó yếu lại rồi đó. Rồi cái sức của mình nó bắt đầu cũng giảm rồi đó. Bình thường á là mình đi tới đi lui, mình làm từ 8 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa mình vẫn còn khỏe. Mà sao bây giờ tới 11 giờ rồi mình yếu xuống, mình có yếu xuống đó quý vị. Nếu mà so với hồi mà mình 30-40 thì không thể nào mà bằng được hết. Bắt đầu 50 tuổi là quý vị ở trong rừng này, mà người nào mà tới 50 tuổi rồi đó thì quý vị sẽ thấm thía lời của Nguyên Như nói ha, Nguyên Như bắt đầu thấy thấm rồi đó. Dạ đúng rồi, mắt kiến á, thì đầu lên đầu mà đi tìm, mà cái miệng còn lầm bầm. Cái chìa khóa thì bỏ trong túi rồi, mà sau bỏ túi phải thì kiếm túi trái. Dạ, bây giờ mình cười mấy người hồi nhỏ, mình cười mấy người lớn tuổi, thì bây giờ mình y chang như vậy đó. Dạ, Nguyên Như xin qua cái chặng thứ 7. Ba, từ từ nó gây cấn lên rồi đó cả nhà. Chặng thứ 7 đây á, thì mình gọi là chặng biến dịch. Chặng biến dịch có nghĩa là từ 60 cho tới 70 tuổi thì thân tâm của mình á, lần lần thay đổi thành già rồi. Cái thân niệm nó yếu rồi, nó hay quên rồi. Mà người đời nó hay gọi là già lú đó, lú lẫn lại rồi. Có nghĩa là sao? Cái chặng thứ 6 á, thì nó mới hơi bị giảm, bị yếu thôi. Nhưng mà cái chặng thứ 7 á, là mình bắt đầu mình thấy mình chuyển đó. Từ 60 tới 70 thì chuyển thành già rồi. Nó yếu, nó hay quên lắm. Học mà học lúc đó mình học, mình thấy xong mà mình nhớ hay quá, giỏi quá. Thầy nói tới đâu hiểu tới đó. Bắt đầu vừa đóng lớp học, vừa gấp sách lại, sao tự nhiên nó quên hết trơn, không nhớ cái gì hết. Cái đó là lú lẫn rồi đó quý vị. Đây là mình qua cái chặng thứ 7. Dạ, Nguyên Như xin đi qua cái chặng thứ 8. Chặng thứ 8 đây còn gọi là chặng khòm lưng. Từ 70 cho tới 80 tuổi thì mình gọi là lưng thẳng gối trùng. Bắt đầu đi, bắt đầu khom xuống rồi đó. Mình không có muốn mà nó cứ cong hoài, nó không có thẳng được. Mình đi nó cũng cong, mình ngồi nó cũng cong, mình ăn nó cũng cong. Lúc nào nó cũng cong hết, nó không có thẳng được, khổ vậy đó. Thành ra quý vị đừng có buồn nha. Mình cũng vô cái chặng, mình có cái tên gọi là chặng còm lưng rồi ha cả nhà. Dạ, và mình sẽ đi qua cái chặng thứ 9. Chặng thứ 9 ở đây mình gọi là chặng thất ngộ. Là từ 80 cho tới 90 tuổi. Lúc này là mình lẫn lộn mà mình quên dữ lắm rồi. Có nhiều khi mình ăn, mình cũng không nhớ mình ăn chưa. Mà ai hỏi mình ăn cái gì thì mình nhìn người ta xong mình nói, ủa tôi ăn chưa vậy? Mà hỏi ăn cơm có ngon không? Mà ăn chưa mà có ngon không? Ngon không cũng không nhớ luôn. Ăn cái gì cũng không nhớ, ăn hồi nào cũng không nhớ, mà ăn có ngon không, không nhớ luôn, là chặng thất ngộ nha quý vị. Rồi mình qua tới chặng thứ 10. Chặng thứ 10 gọi là chặng thường ngoạ, có nghĩa là lúc nào cũng nằm hết. Tự vì 90 cho tới 100 tuổi rồi thì mình rất là già rồi, lúc đó mình mỏi mệt mà mình nằm thì rất là nhiều, không có còn đi đứng được nữa, thành ra rất là khổ. À, lúc nào cũng cũng còn mệt mỏi, lúc nào mình cũng hay nằm hết, thì đây lúc nào mình cũng gọi là chặng thường ngoạ, có ý nghĩa là như vậy. Khi mà qua cái trường hợp thứ hai là không có tính là 10 tuổi nữa, mà mình còn sẽ tính là 7 tuổi rưỡi, tức là 7 năm 6 tháng, thì cứ đi chang như vậy. Nhưng mà thay vì cả nhà đi từng 10 tuổi thì bây giờ là 7 tuổi rưỡi, có nghĩa là cái thời hiện đại của mình đây đó, thì vị nào mà mình sống hơn 75 tuổi có nghĩa là quá cái tuổi ở trong kinh nói rồi, có nghĩa là mình có phước lắm đó. Còn nếu không thì average, trung bình là khoảng 75 tuổi là mình sẽ đi. Thành ra mỗi cái chặng thay vì 10 năm thì mình sẽ chuyển thành là 7 năm 6 tháng. Nguyên Như xin đi qua sơ để mình hiểu rõ thêm hai cả nhà. Ở đây, cái chỗ hồi nãy đó là mỗi chặng 10 là kể từ cái những người sống bách niên, tức là trước đây hơn 2.500 năm, tức là thời Đức Phật còn tại thế. Còn bây giờ thì cái tuổi nó sụt lại rồi,
số trung bình thì cỡ 75 tuổi, thì có nghĩa là mỗi chặng là khoảng 7 tuổi rưỡi, có nghĩa là 7 năm 6 tháng. Thì chặng 1 từ khi sanh cho tới 7 năm 6 tháng, tức là 7 tuổi rưỡi, là chặng yếu khờ. Chặng 2 từ 7 tuổi rưỡi cho tới 15 tuổi thì mình gọi là chặng hí lạc. Chặng thứ 3 thì từ 15 cho tới 22 tuổi rưỡi là chặng nhan sắc. Thành ra quý vị thấy cái chỗ này, hồi nãy Nguyên Như nói cái chỗ cái chặng nhan sắc đó, là mình nói từ 20 tới 30 tuổi, thì Nguyên Như biết quý vị ngồi dưới, quý vị nói đẹp nhất là cỡ 16 tuổi mà ta. 14, 16 tuổi đẹp nhất mà sao Nguyên Như lại nói là 20 tới 30 tuổi. Từ giờ quý vị quên là cái hồi xưa người ta sống 100 năm, thành ra người ta chia như vậy. Nhưng mà cái số này ở dưới này là 7 tuổi rưỡi á, thì nó mới thích hợp với cái đời sống của mình hiện tại ở đây. Tức là từ 15 tuổi cho tới 22 tuổi rưỡi là cái tuổi đẹp nhất. Tức là nó fit ngay cái chỗ cái đời sống của mình, phải không cả nhà? 15 cho tới 22 tuổi là cái tuổi nam nữ gì cũng rất là đẹp. Tức là gọi là trổ mã đó. Rồi từ chặng 4. Chặng 4 thì từ 22 tuổi rưỡi cho tới 30 tuổi là cái chặng sáng lập. Tức là mình có thể mình thành boss nè, mình đi lập company nè, mình lập những cái tiệm ăn nè, mình lập những tiệm nail nè, mình làm những cái đó mà mình còn sung sức nhất, mà mình hưng phấn nhất là từ 22 tuổi 6 tháng cho tới 30 tuổi đây, là chặng sáng lập, là lập nghiệp đó quý vị. Rồi cái chặng số 5, tức là từ 30 tuổi cho tới 37 tuổi rưỡi, tức là chặng dụng trí. Và chặng thứ 6 thì từ 37 tuổi rưỡi cho tới 45 tuổi là chặng thối hóa. Chặng thứ 7 thì từ 45 tuổi cho tới 52 tuổi rưỡi là chặng biến dịch. Giống như hồi nãy mình nói đó, chặng biến dịch ở đây là cái tâm, cái thân, cái tâm lần lần nó thay đổi, nó già, nó yếu rồi, nó hay quên, hay còn gọi là già lú lẫn đó. Và cái chặng số 8 ở đây, từ 52 tuổi rưỡi cho tới 60 tuổi là chặng khòm lưng, là lúc đó mình bắt đầu mình già, mình yếu, mình lưng còm rồi. Chặng số 9 thì từ 60 tuổi cho tới 67 tuổi rưỡi là chặng thất ngộ. Thất ngộ. Và chặng số 10 thì từ 67 tuổi rưỡi cho tới 75 tuổi là chặng thường ngoạ. Thì mình ở bên Mỹ này thì mình cũng sướng hơn ở bên Việt Nam. Mình lúc mà mình khoảng 67 tới 75 á, thì cũng không có thường ngoạ lắm. Mà hình như có những người cũng có thường ngoạ, phải không quý vị? Tức là mệt á, mình ăn xong cứ mình vô mình nằm hoài. Hoặc là mình coi tivi mình không có đứng dậy. Con cháu mình hỏi, ồ mấy nay bệnh cảm hay sao mà cứ nằm hoài vậy? Thì tự vì cái người nó không khỏe rồi đó, thì nó thích nằm hơn. Thì ở đây tính cho tới cái khi mà mình mãn phần của mình á, là 75 tuổi. Và phần cái vị nào mà sống hơn á, thì mình gọi là bonus hả nhà. Chứ coi như là chỉ chia làm hai chặng như vậy thôi. Chặng 100 tuổi, như xin sám hối, chia làm hai trường hợp thôi. Là trường hợp thứ nhất là 100 tuổi, và trường hợp thứ hai là 75 tuổi như là mình sống bây giờ đây. Thì trong một đời người đó, thời gian dùng trí lúc nào là nhiều nhất? Thì mình dùng trí từ 30 cho tới 37 tuổi 6 tháng. Tức là những người nào mà trong cuộc đời mình ở ngay trong cái khoảng 30 cho tới 30 tuổi, 37 tuổi 6 tháng đây, tức là 37 tuổi rưỡi đó, là những người này là thông minh nhất. Có người á, thì trong kinh cũng nói là có người thì thông minh sớm hơn. Giống như quý vị thấy có những người người ta học giỏi đó, người ta có thể vô ta lấy được bằng PhD lúc khoảng 14 tuổi. Nguyên Như nhớ lại hồi xưa, Nguyên Như học trong trường đại học dược đó, thì một cái vị thầy của Nguyên Như, ổng làm hiệu trưởng, thì ổng giỏi dữ lắm. Nguyên Như nghe kể, nghe mấy thầy cô kể là ông được là lên học khoảng PhD đó, là ông lúc ông 14 tuổi, ông rất là giỏi, ông người Do Thái, giỏi kinh khủng lắm quý vị. Khi mà ông lên giảng thuyết á, thì mới thấy cái sự thông minh của ông rất là giỏi, đến nỗi mà lên làm ở trong cái gì mà president của một cái university á quý vị, tiếng Việt Nguyên Như quên rồi. Thì lúc ông chỉ rất là trẻ mà ông đã lên được president của cái trường đại học.
ông giỏi kinh khủng lắm. Thành ra những cái có những vị thì cái duyên sớm duyên trễ thì cái trí họ đó không có đồng đều, có những vị đó thì khoảng 40-45 bắt đầu mới nảy trí, mới sanh trí lên, nó trễ. Thì đó là tùy duyên của mỗi người ha quý vị. Và đó, hồi nãy giờ Nguyên Như xin đi qua cái phần thứ nhất đó đó, nó chính là cái một là chặng còn trẻ tuổi. Thành ra khi mà phân tích những cái chặng này để mình biết, thành ra sau này khi mà Chư Tăng mà nói qua cái phần chặng thì quý vị cũng nhớ là mình ôn với nhau là chặng thì nó có 10 chặng tùy theo 100 tuổi hay là 75 tuổi. Thành ra cái nhân mà mình tỉnh trí, mà cái trí mình giỏi nhất á, là cái chặng còn trẻ tuổi, có nghĩa là chặng từ 30 cho tới 37 tuổi lúc này đó là cái trí mình là minh mẫn nhất ha quý vị. Dạ bây giờ Nguyên Như xin đi theo đi thêm cái phần thứ hai đây, chính là cái quyền tước đang khi tăng, tức là khi mà mình thăng quan tiến chức, tức là mình gọi là mình đang phất cờ lên đó, thì mình đang khi mà mình đi làm mình đang hên, mình gặp nhiều chuyện may mắn, có người thì được thăng quan tiến chức, có người thì lập nghiệp được, có người thì có tiền có bạc lên, thì cái lúc đó mà khi quyền tước mà mình đang tăng đó, mà đang thạnh hành cái trường hợp thiến quá đó, thì thường thường cái tâm trí người ta sáng nhất, người ta giỏi nhất, nó giống như nó tương ưng theo cái phước của mình đó, nó đi lên theo. Thành ra những người mà họ đang giỏi, họ đang giàu thì thường thường họ cái trí tuệ họ đọc bộc phát cái lúc đó nhất, chứ không có thể nào mà lúc mà mình đang hên, đang tăng trưởng, đang thăng hoa tiến chức mà tự nhiên cái mình ngu muội, mình lờ đờ đâu quý vị. Thì cái đó đương nhiên là nó make sense phải không? Tuy nhiên là nó hợp lý phải không quý vị? Đó, còn cái xin đi qua cái phần thứ ba là khi cái nguyên nhân tỉnh trí là khi mà mình cố gắng tìm học hỏi, là dĩ nhiên cái sự hiểu biết phải từ thấy, từ nghe mình phải, thì sự học mới có cái sự tiến bộ được. Chứ nếu mà mình không có chịu học, mà mình không có chịu tham vấn, mình không có tìm tòi, mình học hỏi, rồi mình nói ồ, cái chặng thứ ba ở đây là mình thấy mình nghe, rồi mình ngồi mình cứ nghe chơi chơi, rồi mình thấy sơ sơ, mình không có chịu đọc bài thì nó đâu có ra được. Mình phải có một cái sự học hỏi, mình phải muốn là mình hiểu thêm, mình phải có thắc mắc, mình phải có học, mình có hỏi, thì lúc đó cái trí tuệ mình mới sanh được. Mà những cái bài kinh của mình học ở đây thì nó là những cái bài kinh rất là cao siêu, thì mình phải có thắc mắc, mình có học hỏi thì mình mới đọc. Khi mà mình đọc rồi đó thì cái trí mình nó sanh nhiều lên. Và những cái sự việc mà mình cứ giống như ỡm ờ, mơ mơ hồ hồ, thì khi mà mình đọc một cuốn sách mình không hiểu, cái cuốn sách thứ hai mình đọc lại mình hiểu nhiều hơn một chút, thì những cái việc mà mình học như vậy đó nó sẽ làm cho cái nhân sanh tỉnh trí, tức là mình cố gắng mình tìm tòi. Khi mà mình tìm tòi, mình lục lọi trong những cuốn sách, mình hỏi bạn hỏi, thì lúc đó là nguyên nhân để mình mà phát sanh cái trí tuệ. Và Nguyên Như xin đi qua cái phần thứ tư. Phần thứ tư đây là có tên là thôi xã giao với ngoại giáo. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là những người mà có tà kiến, những người mà có tâm bất thiện. Có tà kiến là sao? Chẳng hạn như mình cứ quý vị nhớ mình học rồi là đoạn kiến và thường kiến đó quý vị. Thì những người mà có như vậy đó, rồi tin có một cái cõi vĩnh hằng, như là khi mình chết thì mình sẽ đi về một cõi nào đó, như là mình phải sẽ về với Thượng Đế, rồi mình là những miếng vụn của Thượng Đế. Khi mà mình chết rồi đó thì mình sẽ bay lại một cái, làm mình thành một cái xương của Ngài, rồi mình thành một cái phần của thân thể của Thượng Đế nếu mà mình làm tốt. Thì cái đó là những cái tà kiến và tâm bất thiện, là mình gặp và những người mà tâm bất thiện hay sanh, tức là mình gặp những người mà hay nổi tâm tham, có người hay nổi tâm sân, mà lúc nào mình cũng gần những cái vị đó đó thì mình đừng có chơi, mình đừng có gần nhiều. Tự vì mình khi mình gần đó, nếu mà mình sanh tâm phiền não đó thì phiền não phát sanh, và phiền não mà có phát sanh thì sao quý vị, thì cái si nó sẽ đi theo cái phiền não, từ lúc nào si nó cũng tiềm ẩn, cả nhà nhớ không, thì lúc nào nó cũng tiềm ẩn vậy. Thành ra mình gặp những người
mà lúc nào cũng có tâm tham hoặc là có tâm sân mà mình bực bội trong người đó, thì cái si nó phát sanh, thì mình cái si nó phát sanh thì nó làm trở ngại cho cái trí tuệ, trở ngại cho cái sự nhận thức của mình. Thành ra mình gặp những cái người mà mình bực bội, hoặc là mình gặp những cái người hay tham lam, thì mình ở gần những người đó, thì nếu mà mình hùa theo người ta, mà một ngày nào đó mà mình thấy những cái mình bực hồi xưa đó mà bây giờ mình thấy đúng đó, thì sao quý vị? Mình đất không, nhưng mình gặp một cái người lúc nào cũng chửi thề hết, mình không có thích chửi thề, mở miệng ra là chửi thề, một mở miệng ra là văn tục, mình cứ gặp người nói hoài như vậy mình bực quá. Nhưng mà đến một ngày nào đó mình không còn bực nữa, mình thấy người đó chửi thề cũng ok ta, thì lúc đó cái anh đó bực thì anh chửi thề chứ đâu có gì đâu. Nhưng mà quý vị ơi, khi mà quý vị thấy mà chửi thề có ok rồi đó, là cái tâm tính của quý vị đó là nó compromise, là nó trở lại xấu, thì nó mới thấy ok. Còn bình thường đó thì mình bực bội, mình không thích thì mình bực bội, thì cái tâm sân mình nó xảy lên. Tức là khi mà mình gặp những cái người có tâm bất thiện hay tâm xấu mà mình theo mình cũng chết, mà mình không theo mà mình bực á, là mình cũng chết. Thành ra mình phải nói là Phật dùng cái chữ là thôi xả giao, có nghĩa là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mình không, chỉ cần không gần thôi, chứ không phải là mình gần rồi mình tìm cách để mình làm sao cho nó ok trong cái trường hợp đó thì không cần thiết. Tự nhiên như Nguyên Như mới nói hồi nãy, là khi mà quý vị gần người xấu, quý vị nổi tâm tham, tâm sân, quý vị cũng chết. Mà quý vị thấy ok thì quý vị cũng không được luôn. Thành ra mình nên tránh xa những người mà có tâm bất thiện hoặc có tà kiến. Thì cái đó gọi là cái safe way, có nghĩa là cái đó là cái cách mà dĩ hòa di quý nhất để mà quý vị có thể làm một cái nhân lành để quý vị sanh ra trí tuệ. Khi mà mình đi tới những cái người mà có hay nói những cái chuyện về dị đoan đó, có nghĩa là lúc nào mà ngày mùng năm ở trong Tết mà mình đi ra khỏi nhà là mình tin là có những cái chuyện gì nó không hay nó xảy ra với mình, hoặc là mình đi ra đường mà mình gặp có bà bầu, mà bà bầu nó càng lớn mà càng sắp đi sinh á, thì nó càng là bị xui. Thành ra quý vị thấy có những cái chuyện dị đoan và những cái tục lệ mà theo những cái chỗ mà mê mờ, chẳng hạn như có những chuyện rất là xấu xảy ra. Thí dụ như hồi xưa ở trong những cái làng ở ngoài Bắc, như nghe có hay kể là nếu mà mình có gian díu gì với một cái người mà không phải là chồng mình, hay là mình có thai chẳng hạn như vậy, thì mình sẽ bị chọi đá, mình sẽ bị trôi sông, mình sẽ có những cái tục lệ rất là quái dị ở trong cái làng đó, có thể là nó rất là ác luôn. Mà quý vị ở sống những cái làng đó, quý vị có lu lu mờ mờ như vậy, rồi mình nghĩ ồ nó như vậy cũng ok, như vậy là đúng ha, rồi mình theo người ta, thì tự nhiên nó sẽ làm cho cái trí tuệ của mình nó mê mờ và nó không có sanh được cái trí ngay chỗ này đó quý vị. Nó cũng khó lắm quý vị ha, làm sao mà mình thoát ra được cái đó. Tự vì mình sanh ở đâu, mình bạn với ai, nó cũng một phần là cái tiền nghiệp nó đi với mình từ quá khứ mình đến tới hiện tại. Thành ra mình mới thích những người bạn như vậy. Mà mình không có những người đó quý vị, họ thấy làm bậy thì tự nhiên họ thích hơn. Họ thấy những người ăn trộm ăn cắp, hoặc là những người hút chích, xì ke. Mình nguyên như đang không có nói là chê ai bỏ ai, mà mình chỉ nói in general đó, là mình nhìn cái xấu tự nhiên mình thích hơn. Mình thấy những cái tốt á, giống như mình ngồi thiền nè, mình tham thiền nè, mình tụng kinh nè, mình học pháp nè, mình đi chùa nè, làm bố thí, trai tăng, cúng dường, rồi mình cung kính chư tăng nè, mình hoan hỷ, mình hồi hướng phước nè, rồi mình có những nhiều cái mình thấy trong cái 10 phút nghiệp sự đó mà mình không có thích lắm. Mà khi mà gặp một cái bạn mà rủ mình karaoke nè, đi nhậu nè, đi vũ trường nè, có đó quý vị, mình tự nhiên mình thích hơn. Mình không biết tại sao nó xấu mà mình vẫn thích. Cái đó là cũng thuộc lại thuộc về cái thường cần y duyên trong quá khứ của mình đó quý vị. Cái đó không phải dễ làm. Nếu mà chúng ta ai cũng làm được hết rồi, ai cũng có trí tuệ, có sáng hết, thì mình đâu có ngồi đây mà mình học với nhau như vậy, phải không quý vị? Là mình đã ở đâu xa xa cao cao ở trên đó lắm rồi. Dạ.
Nguyên Như xin đi qua cái phần thứ năm đây, chính là cố gắng khéo dùng lòng. Cố gắng khéo dùng lòng ở đây có nghĩa là ráng sức tìm hiểu những cái giáo lý mà mình chưa có từng hiểu và những cái giáo lý cao siêu để làm cho cái trí tuệ mình được thường thường mà sanh triển, mà phát triển lên. Và mình phải luôn luôn thực hành theo cái sự nhận định của trí. Có nghĩa là mình phải dùng cái lòng của mình, cái lòng ham học, cái lòng ham hiểu biết của mình để có những cái chuyện, những cái câu mà mình chưa có hiểu đây thì mình sẽ nên là mình có cái lòng mình ham học. Thì mình có cái lòng ham học rồi đó thì mình mới cố sức mình kiếm ra được những cái mà mình thấy ồ, không hiểu thôi kệ đi. Có gì đâu, mình không hiểu chắc người khác cũng không hiểu luôn rồi. Thành ra khi mà quý vị có cái ý nghĩ như vậy ở trong đầu á, thì nó làm sao cho mình trùng bước cái sự học hỏi của mình đi. Thì khi mà mình làm biến một chút xíu, mình không có cố gắng, mình dùng cái lòng ham học của mình á, nó phát khởi lên á, thì quý vị sẽ không có thấy được những cái điểm nào mà khó hiểu, hoặc là ngay cả quý vị thấy cái điểm nào mà khó hiểu trong kinh, quý vị cũng bỏ qua, lờ đi đi cho nó khỏe. Làm chi mà có cái chữ Bali này thấy nó hơi khác cái chữ kia, mà nếu mà mình lục ra thì nó làm biến quá, tốn thêm tới 15 phút nữa. Hồi nãy cái cô Nguyên Như đó cổ đọc cái kinh như vậy, thấy cái chỗ đó hơi trật trật ha, mà bây giờ mình cầm mic lên mình hỏi như vậy thì nó làm biến quá, mà có không cầm mic rồi mất công cổ giải thích nữa, thôi kệ nó đi, sao cũng được đi cho nó khỏe. Khi mà quý vị làm như vậy đó thì quý vị đã không có cố gắng khéo dùng lòng. Tự vì cái gì mình hỏi cho ra lẽ, thì cái người mà được mình hỏi, nếu mà người ta không biết thì sao quý vị? Người ta đi kiếm chung với mình, thì hai người kiếm thì hai người biết, rồi mình thấy người kia cũng không biết luôn. Có nghĩa là cái chuyện mình biết đó, nó cũng không có phải là ghê gớm. Chuyện mình không biết không phải ghê gớm lắm, cái người kia cũng không biết mà. Trời ơi mừng quá, nhờ mình hỏi như vậy mà thêm hai người biết. Và hai người biết làm sao? Có nghĩa là nhiều người không biết nữa, thì mình mới đi mình nói ra những cái mà mình mới vừa học đó, bao nhiêu bạn bè cùng biết thêm với mình. Thì cái đó chính là cái nhân sinh trí đó quý vị. Rồi Nguyên Như xin đi qua cái phần thứ 6 ở đây, chính là cái phần gọi là cố đàm luận trao đổi ý kiến. Khi mà mình học pháp chung với nhau, mình ngồi chung mình học, mình không có thể nào mà mình ngồi nghe rồi mình có thể nói là cái vị kia nói là đúng hết. Mình phải trao đổi ý kiến. Tự vì mình không thể nào mà mình nói người kia trúng mà mình nói sai hết, hoặc là người kia hiểu trúng hết mà mình hiểu sai hết. Mình đừng có bao giờ có ý nghĩ như vậy. Chúng ta đều giống nhau hết, chúng ta cùng nhau học pháp, mà mình phải trao đổi ý kiến qua lại. Thí dụ như là Nguyên Như hiểu được cái phần này trong bài của thầy kinh, Nguyên Như ôm cho cả nhà, Nguyên Như có thể cái đó là cái maximum Nguyên Như hiểu rồi. Có nhưng mà anh Thính Pháp có cái chỗ này nè, cái chỗ mà anh Thính Pháp thấy rất là hay, anh Thính Pháp muốn trao đổi với Nguyên Như thêm để Nguyên Như có thêm được một cái kiến thức đó, và cùng đồng thời như vậy anh Thính Pháp cũng có thể trao đổi với Nguyên Như trên mic, thì tất cả mọi người trong lớp mình đều nghe được hết, và tất cả mọi người trong lớp mình được nghe. Thì những người ở trên Facebook, người ta không có điều kiện ta vô lớp học chung với mình, những tuần sau, ngày sau, người ta cũng nghe được anh Thính Pháp nói. Và anh Pháp nói như vậy thì người ta vừa nghe được Nguyên Như nói, vừa đối chiếu lại những cái anh Thính Pháp nói và đúng hay sai, mình trao đổi ý kiến với nhau. Và Nguyên Như đã nhắc với quý vị rồi đó, nếu mà Nguyên Như đã giỏi hết, đã biết hết rồi, đã không cần cãi chánh tri kiến nữa, thì chỉ có một trường hợp duy nhất xảy ra, tức là Nguyên Như đã đắc thánh rồi. Thì lúc đó thì mình mới đúng hết, mình không có còn tà kiến nữa, phải không quý vị? Mà cái chuyện đó nó đâu có đâu. Thành ra những cái mà mình học đó, có nhiều khi cái cuốn sách nó ghi rất là hay, rất là rõ, nhưng mà mình không có đủ cái duyên lành để mà mình hiểu đơn giản như là cuốn sách nói. Mà mình khi mà mình học đó, mình có thêm cái tâm tham, có thêm cái tâm sân, có thêm cái tâm si ở trong đó. Thành ra khi mà mình học đó, mình biến những cái lời của Phật dạy, những cái lời của thầy cô dạy theo cái ý của mình muốn nghĩ, của cái tâm si mình muốn nghĩ. Thành ra mình phải cùng chung với nhau và mình phải cố đàm luận. Nó có chữ là cố đàm luận, tức là mình có làm biến đi nữa, mình cũng phải cố gắng, mình phải đàm luận với nhau, mình phải trao đổi ý kiến với nhau. Với những người
có kiến thức hơn ta mà ta được nói chuyện. Nhiều khi có nhiều người mình học được một cái chỗ đó trong cuốn sách, nhưng mà ý của vị đó rất là sáng so với những người còn lại, thì mình học hỏi của vị đó. Nhưng mà khi mà quý vị có một cái câu hỏi nào, những cái câu hỏi thường thường á, là nó có mang cái tính chất khóc búa ở trong. Thành ra khi mà quý vị hỏi câu hỏi, tức là quý vị kích thích cho cái trí tuệ của những người nghe họ nảy sinh. Khi mà họ không có biết trả lời á, thì làm sao quý vị? Họ có cái thắc mắc, chứ không phải là không đâu. Họ có cái thắc mắc, họ không có biết trả lời. Nhưng mà khi mà họ nhát quá, họ không có dám cầm mic thì sao? Họ sẽ tập trung, họ nghe câu trả lời của những vị mà cầm mic. Có nghĩa là khi mà mình đặt câu hỏi cho đến với đạo tràng đó, thì mình đã kích thích những cái trí tuệ của những người khác phát sanh, kích thích trí tuệ nè, kích thích trí tò mò nè, kích thích cái sự học pháp của cả lớp. Nó rất là xa thú đó cả nhà. Dạ, Nguyên Như xin đi qua cái phần thứ 7 ở đây, chính là ưa mến tài trí. Có nghĩa là sao? Thí dụ như trong lớp, mình thấy mình yếu hơn các bạn còn lại. Nguyên Như không có nói ai nha. Nguyên Như chỉ nói một thí dụ chung trong tất cả mọi lớp mình đi học đi. Thí dụ mình nghĩ mình là người không có giỏi, mình mới học tiếng Bali mà, mình đọc dở quá, mình không có biết đọc gì hết. Sao cái chữ này mà bạn mình đọc kéo dài ra vậy ha? Rồi cái chữ này sao bạn mình đọc có dấu sắc? Mà tại sao trong cái chữ này không có dấu mà bạn mình lại đọc có dấu sắc? Còn sao có chữ mà có gạch ngang á, rồi bạn mình đọc kéo dài ra? Mình không biết. Mình mới vô học mình không biết. Nhưng mà nếu mà quý vị có cái tâm á, ưa mến tài trí, tức là quý vị ngồi dưới, quý vị nghe hồi nãy giờ chị Kim Nhung đọc cái bài hồi nãy lục thông, cái tiếng Bali hay quá mình không biết đọc, thì mến tài của chị Nhung nè, thấy anh Calvin anh Mỹ, Calvinator anh Mỹ đọc hay quá nè, thấy Giang Nhật Hà đọc hay quá nè, quý vị có cái ý mến tài, có cái ý là thấy người này đọc hay quá, mình phải lợi, mình hỏi cái người đó học làm sao, rồi cái cách làm sao cho đọc không có bị đứt hơi, rồi cái cách làm sao mà đọc để cho nó trôi chảy, thì mình lợi, mình mến tài thôi. Mình cái tâm mình đã mến tài thôi đó, là mình cũng là cái nhân để mà mình phát trí đó quý vị. Chứ nếu mà mình ngồi dưới mình nghe người ta, ui, đọc như vậy đâu có gì đâu mà hay, ở bên kia đọc hay hơn, thì mình ngồi mình so sánh, mình ngồi mình tâm phiền não, mình có tâm đố kỵ mình nổi lên, thì sao? Khi mà có cái duyên để mà mình học mà để mà mình có trí, như là số 7 ưa mến tài trí, thì thay vì mình dùng cái tâm lành đó để mà mình phát trí, thì quý vị sao? Mình dùng cái tâm bất thiện, cái tham, sân, si, đố kỵ của mình lấy cái đó ra mình xài, thì những cái tâm xấu đó nó kéo mình đi xuống. Mình không có nhân gì phát trí ở trọng hết á, mình chỉ tạo cái nhân để cho mình học hoài không hiểu, học hoài mà đọc không được, đọc hoài mà cũng dở, quý vị thấy không? Thành ra chỗ này Đức Phật dạy rất là hay, có những cái nhỏ nhỏ như vậy nè quý vị, mà mình học được chỗ nào đó là mình lời chỗ đó nha cả nhà. Dạ, Nguyên Như xin đi qua cái phần số 8, ở đây là mình nên ở cái chỗ đáng tiến hóa, là những cái chỗ mà mình thường nghe, thường thấy lời khôn, việc khéo, triết lý văn chương, hay là mình sẽ học được những cái nghề kinh nghiệm, thì trí tuệ của mình sẽ khỏi tiêu mòn. Đó là cái lý tỉnh trí. Thí dụ như ở chỗ đáng tiến hóa, là thí dụ như mình vô mỗi cái đêm, mình vô học cái lớp Nguyên Như Kỳ Viên nè, thứ hai, thứ ba, thì mình được sư pháp thanh dạy nè, rồi mình học được 37 phẩm trợ đạo. Quý vị thấy không? Mình có thuộc bao nhiêu đi nữa thì mình cũng không thể nào mà mình giỏi bằng Đức Phật được hết. Rồi khi mà mình có nghe 5 vị giảng sư giảng 37 phẩm trợ đạo, thì quý vị nghe cái vị thứ 6 quý vị vẫn thấy nó hay. Tự vì mình á, mình còn gọi là chưa có giác ngộ đó. Mình giảng pháp á, giống như là một cái người mù mà rờ voi. Thí dụ như một cái vị mà mình đứng ở bên này con voi, thì mình thấy cái voi nó trước. Rồi cái vị cũng học 37 phẩm trợ đạo, nhưng mà vị đó ở dưới đuôi thì họ thấy cái đuôi trước. Rồi một người đứng bên hông con voi thì thấy cái khác. Một người đứng ở bên chân con voi thì thấy dưới khác. Một người nằm dưới bụng con voi thì lại thấy cái bụng con voi, chứ đâu có thấy cái lưng. Quý vị thấy không? Thành ra khi mà quý vị đọc
học cái bài 37 phẩm trợ đạo của sư Pháp Thanh. Mỗi người tùy theo cái nghiệp duyên, tùy theo cái trường học, cái trường học trường đời của mình, tùy theo cái sự mà ngồi thiền của mình, cái lực ngồi thiền, cái công phu ngồi thiền, mình ngồi bao nhiêu lâu, mình giỏi cỡ nào, mình ngồi tới tầng nào của thiền, mình tới cha ná thứ mấy rồi, thì quý vị học 37 phẩm trợ đạo của sư Pháp Thanh rất là khác nhau. Thành ra nếu mà vị nào nói, ô tôi học cái này rồi, tôi không cần vô nữa, là quý vị sai, thiệt là sai luôn. Và quý vị cũng không có làm cái nhân cho mình có 140 cái trí, mà 140 cái nhân mà phát ra sanh trí này. Quý vị thấy quý vị đủ rồi, tức là quý vị đã đóng cái cửa học hỏi của mình lại nha quý vị. Thành ra cái chỗ này, khi mà mình có thể mình đến chùa mình nghe chư tăng, mình có thể mình vô lớp, bất cứ cái lớp nào ở trong Phật Pháp để mình học, lớp của sư Giác Đẳng nè, sư Giác Nguyên nè, sư Pháp Thanh nè, rồi sư Thanh Tâm nè, thầy Kinh nè, có biết bao nhiêu người. Nếu mà mình biết thân biết phận của mình đi vào cái chỗ mà đáng tiến hóa, thì chính là một trong những nguyên nhân để phát sanh trí tuệ của mình. Dạ thưa cả nhà, đến đây là 10 giờ 20 phút, Nguyên Như đã hoàn tất 40 cái nhân mà sanh trí tuệ. Cái này cũng rất là dài, rất là nhiều, mà cũng rất là khó nhớ. Mình nghe thì dễ dễ như vậy thôi, nhưng mà khi mà Đức Phật chia ra làm bao nhiêu nhóm như vậy, quý vị còn nhớ lại là bao nhiêu nhóm không? Như xin ôm lại một chút xíu ha, để mình học dài quá 2-3 buổi cái mình quên mất tiêu rồi. Như xin đi trở ngược lại cái phần đầu tiên, là 40 cái nhân sanh trí này thì sẽ được chia ra làm tất cả là 6 nhóm nha cả nhà. Cái nhóm thứ nhất thì mình có 4 nhân sanh trí. Cái nhóm thứ hai thì mình có 4 nhân tạo trí. Cái nhóm thứ ba thì mình có 9 nghiệp trí. Cái nhóm thứ tư mình có 7 nhân phát trí. Nhóm thứ năm là mình có 8 nhân đắc trí. Và nhóm thứ sáu là mình có 8 nhân tỉnh trí. Thì mình có 4, 4, 9, 7, 8, 8, cộng lại tất cả là 40 cái nhân sanh trí. Như là Nguyên Như nhắc từ đầu đó, có nhiều người họ tự nhiên họ thông minh sẵn, tự gì họ sanh ra là họ ở trong gia đình của bác sĩ nè, kỹ sư nè. Cái đó là Nguyên Như nói về đời. Còn nói về đạo, có nhiều khi họ sanh trong một cái gia đình mà tất cả mọi người đều đi tu, đều ở trong đạo hết. Chẳng hạn như sư Giác Nguyên, sư phụ Giác Nguyên, quý vị thấy không? Ngài sanh ra, Nguyên Như nghe có lần Ngài nói, tôi sanh ra mà tôi biết đọc tiếng Bali trước khi đọc tiếng Việt. Tôi sanh ra là tôi thuộc nguyên một cái tủ kinh. Sư nói như vậy. Và Ngài cũng có một lần Ngài nói với Nguyên Như á, là Ngài là một trong những cái vị không phải là khoe, mà Ngài thuộc nguyên một cái cuốn từ điển Bali, Bali Việt đó quý vị. Kinh khủng như vậy đó. Thành ra quý vị thấy Ngài đọc mà Ngài đọc mà Ngài nói rào. Mới đầu Nguyên Như nói sao mà Ngài sư phụ đọc sách mà sư phụ không có cần dò chữ, mà thấy những chư tăng khác thì đọc cũng dò rồi mới giảng thì bình thôi, mà Ngài đọc Ngài nói rào. Nguyên Như ngồi, Nguyên Như thấy Ngài đọc, mà Ngài không có nhìn gì hết. Ngài chỉ nhìn vô cái cuốn Bali rồi Ngài nói thao thao bất tuyệt như vậy. Sau đó Ngài mới nói trời ơi, sư phụ đọc nguyên cái cuốn tự điển mà sư phụ còn thuộc, mà cái chuyện này chuyện nhỏ. Rồi bật mí cho một cái quý vị một cái chuyện nữa. Là khi mà Ngài qua bên đây, qua cái chùa Chân Lý, rồi Ngài giảng pháp cho tụi Nguyên Như học đó. Nguyên một đám đi học với Ngài, học từ Nguyên Như đi qua từ 6-7 giờ sáng. Quý vị biết không, học cho tới 11 giờ rưỡi khuya. Tức là sách tập, sách pha, mở mắt ra là sách tập, sách bút. Rồi đem cơm theo, có bữa đem cơm theo dân Ngài, có bữa thì đi ăn ở ngoài, mà học tới 11 giờ rưỡi khuya. Tới khi mà Phần Tê Mai Tuy, tức là Ngài là người Tích Lan, Ngài cũng ở trong chùa Chân Lý. Ngài kêu Nguyên Như lại, Ngài nói Thamika, du học một ngày, du học từ 6-7 giờ, du học tới 11 giờ rưỡi, du không có mệt hả? Tự gì nếu mà sư học á, là sư đuối rồi 2-3 tiếng, mà học pháp Phật đâu phải dễ. Mà cho tới
11 giờ rưỡi khuya với sư phụ Giác Nguyên, đến nỗi mà đuối luôn. Xa đến hỏi mà về rồi, sư phụ nói ngày mai mấy giờ Nguyên Như qua, nói dạ 6 giờ rưỡi 7 giờ con qua. mà phước đến nỗi mà khi mà sư ở một tuần rồi đó cả nhà, đến hồi sư phụ về nguyên cái đám nó bệnh hết luôn. Nó mệt, nó đuối mà không biết lúc đó làm sao mà ồ, cái này là cái chuyện phụ thôi. Nguyên Như kể cái chuyện chánh là ngài đó, ngài có một cái hay là ngài soạn cái giáo án của ngài đó quý vị, không có ra giấy nha, không có viết nốt luôn. Ngài soạn, ngài sắp ở trong cái đầu của ngài. Cái đầu của ngài nó thông minh, gọi là trí tuệ đặc biệt. Ngài đọc từng chữ cho đọc nha, ngài đọc từng chữ để cho mình học, ghi xuống, cả lớp ghi xuống, chép xuống nha. Đến khi mà giờ trưa ăn xong đó, ngài kêu ok, Nguyên Như đọc bài lại đi, để đọc bài lại cho sư nghe, đọc bài lại cho nhóm dò lại. Khi mà Nguyên Như đọc đó, cả nhà, thiếu một chữ nha, thì mà là rằng đó nha, ngài nói không thiếu cái chữ đó rồi, Nguyên Như thêm vô cái chữ đó. Ngài giỏi tới nỗi như vậy đó, tức là ngài soạn cái giáo trình mà cái chữ, từng chữ thì mà là đó, ngài nhớ như in luôn. Thì quý vị đừng có nghĩ là ngài quên cái gì, mà ngài còn nói khi mà một cái giáo án mà soạn ra rồi đó, mà có chuyện gì á mà không có giảng được đó, thì nó ở trong đầu của ngài, tự nhiên nó không nói ra, nó còn dính ở trong đó, thì ngài rất là bực bội, rất là khó chịu. Thành ra giống như là thành ra quý vị thấy những cái mà chuyện nào mà thấy bực bội khó chịu đó là ngài muốn nói ra. Tự vì nói ra thì cái giáo án nói ra, tự vì ngài ghi giáo án một cách rất là đặc biệt ở trong tâm, nó không có ghi ra như là mình không có xài giấy. Cái đó là Nguyên Như tự thân Nguyên Như thấy được là ngài rất là cao siêu luôn. Nói là trời ơi sư phụ ơi, con sắp dép con theo ngài học, mà con nói là con chỉ bám được vài hột bụi trên cái dép của ngài thôi, mà con chạy không nổi. Ngài quá quá là tuyệt vời, quá là xuất sắc đó quý vị. Thành ra Nguyên Như nghĩ, Nguyên Như tự nghĩ là một trong bốn cái nhân sanh trí này á, là trong nhiều đời, nhiều kiếp, sư Giác Nguyên đã trao dồi, rèn luyện một trong nhiều cái nhân sanh trí, trong bốn cái nhân sanh trí đây. Và ngài, quý vị thấy không, ngài bố thí kinh sách, ngài soạn sách cao kinh chánh, ngài trọng người thuyết pháp. Quý vị thấy nhiều khi ngài lên ngài nói là ồ sư Sáng Nhiên nè, vị này vị kia học giỏi, ngài rất là giống như là xa thú, ngài rất là khâm phục những cái bậc tài trí như vậy. Cái đó là sao? Cái đó chính là những cái thuật mà trọng người thuyết pháp, là khi mà mình trong đây rồi á, là quý vị coi lại những cái chuyện mà sư phụ Giác Nguyên làm, quý vị mới thấy là tại sao ngài có trí tuệ như vậy, chứ không phải tự nhiên đâu quý vị. Mà bây giờ mình học, mình biết cái bài này rồi đó, thành mà mình ôn lại, thí dụ như bây giờ Nguyên Như còn có mấy phút, Nguyên Như ôn qua cái tựa đề để cho cả nhà mình nhớ ôn thêm một lần nữa ha quý vị ha. Trong cái bốn nhân sanh trí đây là có nghiệp quen nết trí nè, mình sanh nhầm cái cõi vô sân, tức là mình sanh vào cái những cái cõi mà cõi thiền đó, mình không bao giờ giận hết. Thành ra khi mà mình không giận, trí tuệ mình phát sanh. Rồi mình đặng xa lìa phiền não, tức là khi nào mà cái thiền phiền não phát sanh á, thì trí tuệ không có phát sanh. Mình nhớ như vậy, thành ra mình nên tránh những cái chuyện mà làm cho mình phiền não. Phiền não đây là có cả tham, cả sân, cả si. Là hồi đó là mình đi sơ qua theo cái phiền não, theo kinh tạng, tức là có dục dục, hữu dục, sắc dục, vô sắc dục, có tham, có sân, có si, có ngã mạn, có tà kiến, có hoài nghi. Còn khi mà mình chia phiền não theo cái tạng vi diệu pháp đó, thì mình cũng có 10 điều là có tham, có sân, có si, có ngã mạn, có tà kiến, có hoài nghi, có hôn thùy, có điều cử, có vô tàm, có vô quý. Thì khi mà mình trừ diệt được những, hay là mình tránh xa những cái mà phiền não như vậy đó, thì mình sẽ là một cái nhân rất là lớn để mình phát sanh trí tuệ. Rồi khi mà mình gặp ngũ quyền mạnh như là những cái vị Bồ Tát ở kiếp chót đó, thì trí tuệ nó sanh vượt bậc luôn. Thì cái chỗ này là mình đọc cho mình biết thôi, chứ cái này cũng là xa lạ với mình lắm. Cái này là cho những vị Bồ Tát kiếp chót hay cả nhà. Rồi cái phần mà bốn nhân tạo trí đó, thì tức là mình tin ân đức của bậc ứng cúng nè, mình tin ân đức Phật, rồi mình thích nghe Phật pháp cao siêu nè, mình không có dễ vui,
mình không có dễ vui lừng lẫy và mình biết suy xét cái pháp cao mà mình đã được nghe. Rồi qua cái phần mà chính nghiệp trí, Nguyên Như xin ôn lại, chính nghiệp trí đây là mình thuyết pháp cho người nghe, mình dạy những cái nghề không có tội lỗi, mình dạy những cái chuyện không có tội lỗi, mình dạy những cái tài hay không có tội lỗi, mình biết trọng người thuyết pháp, nếu mình không có thuyết pháp được thì mình biết đi cầu người thuyết pháp cho mình nghe, chẳng hạn như mình biết mời chư tăng về cái chùa của mình để giảng pháp, hoặc là mình lâu lâu mình mời chư tăng về mình làm trai tăng, rồi mình mời chư tăng thuyết pháp cho ba mẹ và thân quyến của mình nghe, cái đó cũng là cầu người thuyết pháp. Hoặc là mình có một cái room thì mình mời chư tăng về những cái vị giỏi, những cái vị có học học cao, học giỏi, và những cái thì có chư tăng về cái lớp của mình để mà học, về chùa của mình để mình học, cũng là cầu người thuyết pháp cho nghe. Và mình phải biết làm phước nguyện, rồi khi mà mình làm phước á, thì mình biết mình nguyện sanh trí. Thí dụ như là mình cho những cái trẻ em mồ côi, mình đi thọ bát, mình đi tu thiền, mình đi học, mình đi làm bất cứ chuyện gì, mình giúp những người nghèo khổ neo đơn đó, mình cũng làm cái gì cũng được hết, mà mình cũng phải nguyện cho phước này con làm, nguyện cho con phát sanh trí tuệ. Còn quý vị không nguyện thì những cái phước mình làm giống như bố thí cơm thì mình không được đói, không bị đói, rồi mình cố bố thí sắc đẹp thì sau này mình được đẹp. Nhưng mà quý vị phải phát nguyện là mình được sanh trí, thì quý vị làm tất cả cái phước gì là cũng nguyện được sanh trí tuệ. Quý vị đừng có quên cái chỗ đó ha. Rồi đến là tự soạn sách cao kinh chánh, tức là mình ngồi mình có những cái kinh nào hay quá mình chép ra, rồi mình chép ra mình sao chép mình cho bạn mình coi. Hoặc là giống như hôm bữa Nguyên Như nhắc quý vị đó, là có những cái bài kinh pháp cú hay đó, thì mình có thể chép ra mình làm những tập thẹt thiệt là đẹp, mình tặng cho trong nhà của mình. Hoặc là mình dễ hơn thì mình lên Facebook mình đăng những cái bài pháp cú hay, rồi mình có hình nền mình làm như vậy, rồi mình share cho bạn mình, nó cũng là tự soạn sách cao kinh chánh đó. Rồi mình bố thí sách cao kinh chánh, là những việc như vậy đó, mình soạn xong mình bố thí, cũng là nguyên nhân cho mình phát sanh trí tuệ. Rồi cái phần bảy nhân phát trí đó, là hay còn gọi là bảy nhân bộc phát trí tuệ. Thứ nhất là mình ưa gặp bậc trí thức để mình học hỏi. Thứ hai là cái thân thể đồ đạc, chỗ ở của mình phải sạch sẽ. Quý vị nhớ nha, quý vị mà không có tắm rửa, quý vị không có ở cái chỗ trú xứ của mình mà không có sạch sẽ, quý vị không có thể làm nhân sanh trí tuệ được. Ngay cả khi mà mình đi thiền, trong cái khóa thiền đó, chăng cũng dặn mình là mỗi ngày phải tắm rửa. Cái đó mình đừng có giỡn nha quý vị, cái đó có lý do thì Đức Phật mới dạy của mình, mới dạy cho mình biết ha quý vị ha. Số 3 là giữ gìn sáu quyền của mình chánh niệm, tức là giữ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của mình phải được chánh niệm. Khi mà mình có chánh niệm, chính là lúc mà mình phát sanh trí tuệ. Thứ tư là mình tránh người xa si mê, là người mà sống đam mê trong ngũ dục, ngũ trần. Những người này thì mình không nên gần. Tự mình gần những người này, tức là những người có bạn là bạn xấu, mình không có thể là sanh trí tuệ được. Và thường xuyên gặp những bậc trí thức, tức là những bậc có tu hành, là những bậc có tham thiền nè, có học, có pháp học, có pháp hành, thì mình thường xuyên, tức là bạn mỗi ngày mình có thể gặp được những chư tăng, rồi những thầy tổ, mình có thể hỏi pháp, tức là mình thường xuyên gặp bậc trí thức như vậy đó, là mình đã có cái nhân đã phát sanh trí tuệ. Rồi mình cố tìm Phật pháp cao siêu để mình học, và mình ưa tìm pháp giải thoát. Nếu mà lúc nào trong tâm mình cũng học hỏi từ chuyện xấu, từ chuyện tốt, những cái gì mà mình rút được kinh nghiệm để mà mình có thể cơ hầu được đến cái pháp giải thoát, mình cũng để ý hết, thì chính cũng là nhân sanh trí tuệ. Rồi Nguyên Như xin ôm lại cái phần là tám nhân đắc trí, có nghĩa là gì? Thứ nhất là kính sư, tức là kính thầy tổ. Thứ hai là cần vấn, là siêng năng học hành. Thứ ba là thanh tịnh, là mình ưa cái chỗ thanh tịnh êm ái. Thứ tư là trì giới, có nghĩa là mình phải thu thúc giới hạnh của mình. Mình có thể là mình thọ ngũ giới, có nghĩa có thể là mình thọ bát giới. Thì mà khi mà mình trì giới như vậy là một cái nhân rất là quan trọng để cho mình phát sanh trí tuệ. Thứ năm là cố văn. Cố văn đây có nghĩa là bền chí mà nghe pháp, không có chán nản. Thứ sáu là tự cần,
là mình phải siêng năng, cần mẫn để mà học hỏi. Thứ bảy là thuần niệm, có nghĩa là cái niệm của mình phải mạnh, phải có thuần thục. Có nghĩa đây là thuần niệm ở đây có nghĩa là lúc nào mình giữ cái niệm mình cho nó tinh tấn để không có giải đãi. Thành ra khi mà cái niệm mình thuần thục rồi đó, thì trí tuệ, tức là cái sở hữu niệm mình có nhiều đó quý vị, sở hữu niệm nó có nhiều thì cái niệm mình mạnh, cái chánh niệm mình có thì sao, trí tuệ mình phát triển. Số 8 là mình quán ngũ uẩn, có nghĩa là mình phải thấy sự sanh diệt của năm uẩn. Khi mà mình thấy sự sanh diệt của năm uẩn này, có nghĩa là khi mà mình thực hành Vipassana đó, mình thấy sự sanh diệt có nghĩa là cái lúc đó trí tuệ của mình đã tăng trưởng. Quý vị mới nhớ cái chỗ đó ha. Tức là một cái là mình thiền định, trí tuệ nó cũng phải tăng trưởng theo cái của thiền định. Khi mà thiền quán thì trí tuệ tăng trưởng theo cái thiền quán. Cái thiền nào cũng tốt hết. Tùy theo quý vị có duyên, quý vị học cái nào trước hoặc là học cái nào sau. Nhưng mà cho cùng rồi đó, quý vị có đắc cái nào rồi thì quý vị cũng phải là định với quán hết. Nó không có thiếu cái nào hết. Và Nguyên Như xin đi qua cái nhóm cuối cùng, chính là nhân tỉnh trí mà mình ôm hôm nay. Tức là thứ nhất là khi mà mình có trí tuệ là sao? Lúc mà cái chặng mình ở còn trẻ tuổi nè. Thứ hai là lúc mà quyền tước mình đang tăng. Thứ ba là khi mà mình cố gắng tìm tòi học hỏi. Thứ tư là mình tránh hay là thôi xã giao với ngoại giáo. Tức là những cái giáo giống như những cái ngoại đạo đó quý vị. Thứ năm là mình cố gắng khéo dùng lòng, là dùng lòng học hỏi của mình đó. Thứ sáu là cố đàm luận, trao đổi ý kiến. Số bảy là mình phải ưa mến tài trí của những người mà học giỏi hơn mình để mà làm nhân, để phát sanh trí tuệ. Và số tám là mình ở chỗ đáng tiến hóa, tức là mình nên lựa những cái chú xứ, những cái môi trường mà làm cho mình gần được những cái bậc trí thức hơn. Thì Nguyên Như đã ôn lại sơ qua tất cả là 40 nhân sanh trí, là chính thức kết thúc cái phần mà rất là khó ở trong cái chương trình này. Dạ, Nguyên Như rất là hoan hỷ đã xong rồi. Nguyên Như thấy hôm nay thì anh sư huynh Lý của Nguyên Như không có vô, mà Nguyên Như biết là anh Thính Pháp đã cũng soạn bài rất là kỹ rồi. Dạ, hôm nay Nguyên Như xin kính mời anh Thính Pháp, anh có thể cầm mic để anh có thể ở một cái góc cạnh khác, anh có thể nói về cái bài học này. Và nếu mà Nguyên Như hồi nãy giờ có giảng sai, có ôm sai bài chỗ nào, hoặc là Nguyên Như hiểu sai chỗ nào, Nguyên Như xin kính mời anh Thính Pháp có thể chỉnh và sửa lại cho Nguyên Như, để mà chấn chỉnh chánh tri kiến cho Nguyên Như, để Nguyên Như có cơ hội được học và cũng cơ hội để đạo tràng thấy được một cái khía cạnh khác của bài học. Dạ, Nguyên Như xin kính mời anh Thính Pháp ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai, con đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, quý bà cô tu nữ, con đảnh lễ đạo tràng. Dạ, có thể chắc con xin một tín hiệu được không ạ? Tại cái phone có bị phó lầm đó. Dạ, thì hôm nay thì thì tại cái lễ bị cái phone á, tại cho nên bây giờ không biết nói như thế nào nữa. Dạ, thì con xin tóm tắt là sức Nguyên Như nói rất là mạch lạc, rất là xúc tích về 40 cái nhân để sanh phát trí đó. Thì chỉ có một cái phần là phần số 7 tối hôm nay là nói về cái vấn đề mà ưa mến người tẩy để sanh phát trí đó. Thì cái đó con thấy cái vẻ là và rất là tâm đắc vấn đề đó, tức là một người học Phật thì lúc nào cũng không những là mình tự trau dồi kiến thức về Phật pháp và nghe thính pháp, nghe băng, nghe thầy và đọc kinh điển để mở rộng cái tầm hiểu biết của mình về Phật học, về Phật lý. Bên cạnh đó thì cái vị giảng sư, cái vị mà có cái tầm nhìn hay là cái Phật pháp thâm sâu đó,
thì nên thân cận để phát triển thêm cái trí tuệ của mình, để từ đó mới học được cái giáo pháp thầm thâm phía sau, tức là để thấy, từ đó mới thấy được, quán được cái thực tướng của tất cả hữu vi đó. Từ đó thì mình mới có kết quả tốt đẹp trên cái đường học đạo, và từ đó mới có thể là truyền bá lại chánh pháp của chư Phật, ba đời mười phương chư Phật, bằng cách là cố gắng triển khai và gặp gỡ những vị thiện hữu trí thức, những vị giảng sư sư trong đời hiện tại, chẳng hạn như là sư Liễu Tông, là sư Giác Nguyên, sư Giác Đẳng, là sư Tinh Tâm, là những bậc thiện trí trong đời này. Nếu mà chúng ta có phước được gặp những vị đó, bên cạnh đó những vị cư sĩ thì gồm có anh Lý, cô Nguyên Như, là chị Kim Nhung, những vị mà có cái biệt tài mà họ có thể đem lại truyền bá một góc cạnh nào đó cho Phật pháp, để cho mọi người chúng ta có thể là phát triển hơn trên đường tu đạo. Dạ, con xin bắn tóc tại vì con bị vấn đề đó. Dạ, con xin xuống mít ạ. Dạ. Dạ, hôm nay Nguyên Như ôn bài như vậy, thì cả nhà mình có ai có câu hỏi không? Tịnh Tâm có câu hỏi nào mà Tịnh Tâm không hiểu không? Dạ, chị Kim Nhung, hôm bữa chị đã chỉ ra cái lỗi của Nguyên Như giảng chỗ đó là sai đó. Em về em nghĩ lại xa thú chị quá luôn á. Nói lắp ba lắp bắp mà cái chỗ đó em nói lộn pháp đó chị. Thành ra rất là quan hỷ chị chỉnh cánh chánh chi kiến cho Nguyên Như. Rất là xa thú, rất là quan hỷ. Dạ, hôm nay chị Kim Nhung có bổ sung gì cái gì của bài giảng của Nguyên Như không? Dạ, Tịnh Tâm có cái câu hỏi gì không? Xin cả nhà giơ tay nha. Dạ, Nguyên Như xin mời cả nhà. Dạ, con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm. Dạ, sư Thanh Tâm, con kính thỉnh sư có thể cầm mic để sư cải chánh tri kiến cho con. Dạ, con xin dâng mic lại cho sư Thanh Tâm ạ. Dạ, mô Phật, trước hết con xin kính lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính chào đạo tràng. Sư nghĩ mấy lần rồi không? Cái bài về nhân sanh trí này đó, Nguyên Như nói rất là rõ ràng rồi. Nếu mà quý vị muốn coi lại bài đó thì hình như Nguyên Như có gửi bài cho quý vị đó, nên đọc lại ha. Chứ bây giờ sư tóm tắt nữa thì hết giờ rồi. Sư nghĩ bây giờ là 10:41 rồi. Bây giờ quý vị hoan hỷ ha, hoan hỷ với buổi học hôm nay. Thì bây giờ mình ngồi thiền 5 phút đi. Ngồi thiền 5 phút để cho cái thân tâm mình thư giãn. Khi mà quý vị hành thiền, quý vị nhớ câu chuyện này nha. Cái tâm của mình nó sanh khởi là quý vị phải thấy biết, nhận biết đó. Nhận biết nó thôi. Biết nó thiện hay bất thiện, không có xua đuổi, không có đè nén, không có phê phán gì cả. Nó sanh khởi là mình niệm. Ví dụ như tâm sân, mình biết nó sân. Tâm ganh tị, mình biết nó ganh tị. Tham muốn, mình biết nó tham muốn. Mình biết. Rồi cái từ từ mình sẽ hiểu cái nguyên nhân của nó. Nguyên nhân đó, mình hiểu được nó thì nó thông, thứ ba nó hết. Nó khi mà cái gì mà niệm nó quen rồi đó, chánh niệm nó quen rồi, nó có trí đầy đủ rồi đó, thì sau này đó cái tâm thiện hay bất thiện nó sanh lên đó, hoặc là cái cảnh mà nó sanh lên trong tâm mình đó, nó giống như là con chim mà nó bay qua cái hồ vắng lặng á, cái hồ mặt hồ tĩnh lặng á, cái mặt hồ con chim nó bay qua đó, nó cái bóng nó hiện lên cái mặt hồ, nhưng mà khi mà con chim nó bay qua rồi thì cái hồ nó không có chứa gì hết cả, không có chứa cái hình bóng con chim nữa. Giống như cái gương đó, cái gương hoặc cái vật gì mà đi qua cái gương nó nhận thấy, nhận biết hết đó, nhưng mà nó sau đó nó không có lưu lại gì hết.
thì mình phải tập thiền mỗi ngày để từ từ mà đến cái độ mà cái tâm mình nó nhanh, nó chánh niệm mạnh, chánh niệm vững vàng, chánh niệm liên tục và nó sắc bén như vậy đó, thì mình sẽ được giải thoát ha. Tức là cái đầu tiên là thấy là giác ngộ phiền não, cái thứ hai là giải thoát đó bằng chánh niệm tỉnh giác. Rồi mời quý vị 5 phút nha, là tĩnh tâm. Quý vị trở về với cái thân, thấy cái thân nó ngồi, thấy thân nó thở, đó thở là gió đó, là nó đó. Thấy thân nó chuyển động, là nó đó, gió đó. Cái thân mình nó nóng, nó lạnh, đó nó đó, là lửa. Thấy thân mình nó nặng nặng, cứng cứng là gì, là đất đó, là nó đó. Rồi trở về với hơi thở.
Dạ, mô Phật, kính thưa đạo tràng, 5 phút chánh niệm tỉnh giác đã trôi qua. Bây giờ mời quý vị rải tâm từ một chút nha. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được sự thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự an vui. Tất cả chúng sanh đã khổ rồi, xin đừng có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được sự thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự an vui. Tất cả chúng sanh đã khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Dạ, mô Phật, tuy rằng mình ngồi thiền 5 phút, với cái chánh niệm tỉnh giác đó, mình thấy thân tâm, thấy được thân tâm, tức là ngũ uẩn, nó là vô thường, khổ, vô ngã. Và Đức Phật dạy là mình đừng có chấp thủ ngũ uẩn, đừng có chấp thủ, thì mình sẽ được giải thoát. Người nào chấp thủ thì đã đau khổ, ngược lại không chấp thủ, ai xả ly không chấp thủ thì người đó sẽ được an vui giải thoát. Rồi ba qua tu sắp ba mần ga lần rắc khan sắp ba đề qua ta sắp ba bút đà nu ba về na sa đà sọ thị ba hoàn tu tề ba qua tu sắp ba mần ga lần rắc khan tu sắp ba đề qua ta sắp ba đầm mà nu ba về na sa đà sọ thị ba hoàn tu tề ba qua tu sắp ba mần ga lần rắc khan tu sắp ba đề qua ta sắp ba sang ga nu ba về na sa đà sọ thị ba hoàn tu tề. Rồi mời Nguyên Như ạ. Nam mô Bích Thầy Giá, Nam mô Thâm Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và con Nguyên Như một lần nữa con xin kính tri ân sư Thanh Tâm đã cho chúng con cơ hội để vào lớp ngày hôm nay, cũng như thầy sư lúc nào cũng thương tụi con, cũng lo cho tụi con hết. Hôm bữa giờ từ lúc mà sư Pháp Tính mất, con cứ nghĩ tới nghĩ lui lại, thiệt là lớp con có sư là tụi con mừng lắm đó sư. Thành ra sư gắng giữ sức khỏe nha sư. Có sư có chuyện gì sư cũng la lên báo cho nhóm tụi con biết nha sư. Sư đừng có im lặng như vậy nha sư. Phải không cả nhà? Nếu mà Nguyên Như nói đúng thì cả nhà tặng bông lên, cả nhà xa thú với sư Thanh Tâm ha cả nhà. Nếu mà không có sư, mỗi tối làm ông Từ mở cửa, mình không có vô lớp, mình không có được học với nhau như vậy đó, nó buồn lắm. Thấy sư Pháp Tính mà Nguyên Như vẫn còn đau lòng đó quý vị. Và cũng do cái phần phước mà con đã soạn bài, con ôn bài với các bạn, và con cái phước mà con nói pháp ngày hôm nay, con xin dành hết những phần phước này và tất cả phước của các bạn đạo của con ở trong lớp hôm nay, tụi con thành tâm dâng lên cho sư phụ Pháp Tính. Đến giờ tụi con vẫn còn rất là đau lòng vì sự ra đi của ngài. Con xin ngài, nếu mà con xin cầu nguyện cho nơi nào mà ngài đến cũng là nơi an nhàn, và ngài có thể lúc nào cũng đạt được thành trí nguyện, và lúc nào đời nào, lúc nào ngài ở đâu, ngài làm gì, ngài cũng nhớ tới đạo Phật, đến đạo nguyên thủy của mình, và ngài lúc nào cũng tinh tấn và tu và được thành chánh quả như là lời của ngài, lòng của ngài mong ước. Và tụi con thành tâm, tụi con kính mong như vậy. Và con biết lớp con đứa nào cũng thương sư phụ lắm, mà sư phụ đi ai cũng buồn, ai cũng khóc hết. Con biết cái đó là tâm sân, nhưng mà cái đó cũng không có thể nào mà cầm được nước mắt nữa sư phụ, rất là buồn. Dạ hôm nay Nguyên Như thấy chị Nguyên Trang cũng bệnh rồi, không còn ở đây nữa, thành ra Nguyên Trang xin Nguyên Như thay mặt chị Nguyên Trang để một lần nữa có thể hồi hướng sau khi nghe pháp. Thành ra xin mời cả nhà lắng lòng thanh tịnh cùng với Nguyên Như tụng kinh ha. Dạ đề hoa ta san ti vi hà ra hoa si ni thủ bê kha rê bồ thi kha rê ta hân ta hân ta tham ma đà nê na pha văn tu bù chi ta so thân ca ron tê ta vi hà ra măng đà lê
thế ra cha mắn cha na wa ca cha phân kha vô sa ra mi ca da na pa ti u pa sa ca ga ma cha de sa ni ga ma cha i sa ra sắp ba na phu ta sukita fa wan tu te cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta tha wo pa pa ti ka ni ya ni căn tham ma wa răng pa tình cha te sam be bi đúng kha sa ka ron tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng tham mô tham man tha ra cha bung ga la sang khô hô tu sa mắc gô wa an tha ya cha hi ta ya cha âm hê răng ta tu san tham mô sam bê bi tham ma cha ri no vua thân sam ba bù nây ya ma tham ma ri yam ba quê đi tê y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta dù y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta dù y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta dù ý đằng quá tám mê buồn nhằn à xá quá khá già quá hằng hồ tú á nà gá tề cà lề do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây xin hồi hướng đến thân bạn quyến thuộc đã quá vãng cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Phước lành con tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hễ làm chuyện tốt sẵn sàng, mỗi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát kế liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác, làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thải chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không dại đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và ngày mai là ngày đầu tiên của sư Đức Minh quay trở lại Rumu Như Kỳ Viên của mình. À, quý vị nếu có bạn nào mà mình vô học mà chưa bao giờ gặp sư á, quý vị rủ vô ha. Rồi ngày mai mình cùng sinh hoạt với sư một ngày đầu tiên. Rumu Như cũng chưa biết là sư có bài gì cho mình học hay là sư sẽ vô để sư nói chuyện sơ sơ thôi. Rumu Như thiệt là không biết. Và Rumu Như xin kính chào toàn thể chư vị. Xin gặp lại mọi người vào ngày mai nha. Và sa thú lần thai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.